tới đây thì không biết là ngày nào, nhưng mà tới đây là được đi về Hà Nội để dự cái kỷ niệm 10 năm của Vingem Hàn Quốc sang Việt Nam. Thì trước tiên là cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã, và tôi cũng thông báo với mọi người là tức là hôm kia đấy tôi đau đầu, đau hết một nửa đầu đây. Thế Dạ. xong bắt đầu ra đấy, bảo con Hương bảo này còn cái viên an khung không phải bán cho mẹ một hộp. Thế con Hương bảo là mẹ ơi hết rồi để mai con lấy cho, nhưng mà trong đây con còn một viên con đưa cho mẹ. Thế là tôi về tôi nhai luôn cái viên đấy tại đây, xong về nhà uống một cốc nước, xong bắt đầu thì tự nhiên ngày hôm sau thấy nó đỡ đấy. Dạ. Thế xong hôm qua ra thì con Hương nó đưa cho một hộp, tức là mua từ hôm qua thì chắc là hôm nay mới có chương trình khuyến mại thì chắc là không được nữa, mong rằng vì em mãi mãi ở đất Nô để cho mọi người được nằm giường và hưởng thụ các cái chương trình của giám đốc. Mình xin hết ạ. Dạ vâng, con xin hỏi mẹ một câu này. Bố mẹ ơi, thì con nghĩ là tâm tư nguyện vọng của nhiều mẹ muốn nói, nhưng mà khi là bố mẹ đang ngồi chưa muốn nói với con, đúng không ạ? Thế thì sau này con sẽ kiện toàn là từ bước một, con chỉ hỏi mẹ đạo một câu này như này. Thế thì vậy thì con trai Cường về đây cũng được một năm rồi, thì cũng nhiều thông tin của bố mẹ, nhiều thông tin khác nhau. Thì vậy thì mẹ cho con cái cảm nhận của mẹ khi mẹ đến với công ty Vigen này, và cách chăm sóc của kể từ con ở trên cho đến các con cháu nhân viên và các sản phẩm công ty như nào, mẹ có thể cho cái cảm nhận của mẹ trong suốt một năm qua mẹ đồng hành với các con. Từ ngày có Vigen về đây ấy, thì nó thực sự là lúc đầu thì cũng chưa biết, nhưng sau đó thì biết thì là đi nằm giường thì tôi thấy là mới đầu ấy thì sức khỏe nó cũng không tốt cho lắm, chân nó đau đi lên trên tầng cũng rất là khó khăn đấy. Thế nhưng mà đi nằm một thời gian xong bắt đầu là uống, tôi mua hai hộp cái viên, cái hộp tinh dầu thông đỏ đấy về uống. Thế là uống xong nên lại nằm lại một thời gian, tự nhiên cái chân nó khỏi lúc nào không biết nữa. Cô nào nói thế? Thế là có nghĩa là bây giờ đi lại bình thường. Thế ngày hôm kia thì tự nhiên thấy đầu nó đau hết cả một nửa đầu này nhá. Buổi trưa đấy, mới nằm lại xong về đầu nó đau. Thế tôi mới ra hỏi con Hương bảo còn cái viên hộp an cung không, mẹ bán cho mẹ một hộp. Con Hương bảo hết rồi mẹ, để mai con lấy cho ở trên 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 công ty chứ ở đây không còn. Thế bảo thì chết rồi mẹ, đau hết cả đầu. Thế là nó bảo ở trong nhà cái con còn một viên, thế là nó đưa cho tôi nhai luôn vào mồm ấy. Xong nó về nó bảo mẹ này mẹ uống một cốc nước ấm vào. Thế là tôi về tôi uống một cốc nước ấm vào, xong bắt đầu nằm một lúc thì tự nhiên thấy nó đỡ luôn. Cái viên an cung ấy rất là tốt đấy các mẹ. Nhớ là nên đau hết một nửa mảng đầu này này, hôm nay nó vẫn còn hơi đau nhưng mà nó đau ít đi. Thế là tôi nhai luôn, tôi về tôi uống một viên luôn. Thế hôm qua con Hương nó mới lấy cho cái hộp đi xuống là mua. Thế ý muốn hỏi giám đốc là mua từ hôm qua thì chắc là hôm nay tôi cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ làm. Hôm qua rồi thì chắc hôm nay. Vâng, hôm nay tặng một tràng pháo tay nữa cho mẹ Đồng ạ. À.